Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ hai, ngày 9/9/2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, chính ấn trợ giúp người tuổi Tỵ có đầu óc vô cùng thông minh và nhạy bén. Bạn không chỉ phát huy khả năng ở những lĩnh vực quen thuộc mà còn cả những lĩnh vực vốn còn xa lạ. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi 2019, cục diện tương phá gây ra những tác động xấu, người tuổi Tý phải hết sức cẩn thận vào ngày hôm nay. Có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu, lần này sẽ thừa cơ bạn sơ suất để ném đá giấu tay, gây trở ngại cho bạn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình làm thì sẽ không có gì phải lo lắng quá mức cả. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ bạn là ai, chẳng có ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ cả. May mắn, trên lĩnh vực tài chính, bản mệnh dễ đạt được những điều mình mong muốn nhờ có sự giúp đỡ của thiên tài. Nếu lựa chọn được mối đầu tư thích hợp, bạn có thể phát tài một cách vô cùng nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tiểu nhân rình rập. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, cẩn thận trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có mối đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, được tin tưởng. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lam, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ hai ngày 9/9/2019, do tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu cưới với vẻ ngoài điềm tĩnh và không kém phần lạnh lùng sẽ rất có uy trong ngày hôm nay. Bản mệnh có tài chỉ huy, sự quyết đoán của bạn có thể đưa tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, nếu làm lãnh đạo, bạn cũng cần phải cởi mở với nhân viên nhiều hơn. Vẻ ngoài lạnh lùng có thể khiến cho nhân viên hạn chế tiếp xúc với bạn. Trò chuyện với nhân viên nhiều hơn để biết được điểm mạnh của mỗi người, từ đó sắp xếp họ vào những vị trí thích hợp. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng đó là bến đỗ an toàn của mình, cho dù bên ngoài có sóng gió bao nhiêu. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có uy với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có tài chỉ huy. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cần cởi mở hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, vẻ ngoài lạnh lùng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, quan tâm gia đình. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường xám, cà phê, quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Tử vi hàng ngày thấy chính quan cũng là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những ai vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình. Suy nghĩ cởi mở hơn sẽ giúp tiền đồ của bạn ngày càng sáng lạn. Vì những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, ghi điểm với tất cả mọi người xung quanh, để những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục. Kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Khuyên bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cấp trên coi trọng. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, được cất nhắc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, xích mích với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cởi mở hơn. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, xanh rêu, quý nhân phù trợ Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Căn cứ tử vi thứ hai ngày 9/9/2019, do cục diện tương xung tác động, người tuổi Mão có thể rất nhạy bén và có linh cảm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh lại tỏ ra quá ngạo mạn, sẵn sàng gây gổ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái chiều với mình. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, làm sao bạn có thể ép người ta nghĩ theo hướng của mình được? Thêm vào đó, chắc gì ý kiến của bạn đã là chính xác 100%. Hãy thảo luận cùng mọi người và tìm ra tiếng nói chung nhất. Thiên quan giáng họa gây ra cho người tuổi Mão nhiều bất lợi trong công việc. Bạn có thể gặp phải nhiều điều gây chướng tai gai mắt, nhưng tốt nhất bạn không nên tỏ thái độ phản đối rõ ràng hoặc quyền quyết.
Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, có giác quan nhạy bén. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, quá mức ngạo mạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, thái độ cương quyết. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, thảo luận với mọi người. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đỏ, quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, lịch vận niên 2019 cho rằng dù có nhị hợp phù trợ khiến người tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng, thế nhưng đôi khi bạn lại làm việc khá thiếu quyết đoán. Một khi đã do dự thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Hôm nay là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn. Vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên quyết định hợp tác với đối tác. Cứ chần chừ quá lâu thì cơ hội sẽ trôi qua mất, bạn sẽ bỏ phí một khoản khá khá đấy. Thổ sinh kim, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, được yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, thiếu quyết đoán. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, bỏ lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tình cảm ổn định. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính ấn trợ giúp, người tuổi Tỵ có đầu óc vô cùng thông minh và nhạy bén. Bạn không chỉ phát huy khả năng ở những lĩnh vực quen thuộc mà còn cả những lĩnh vực vốn còn xa lạ. Bản mệnh không phải là người quá tham vọng nên thường không đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Bạn có cảm thấy nếu hài lòng với thực tại ngay bây giờ thì còn quá sớm không? Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Hỏa khắc kim, con giáp này có thể nổi nóng ngay lập tức với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy. Mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự quan tâm. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, thông minh nhạy bén. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, phát huy điểm mạnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cần tham vọng hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, trút giận lên người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nổi giận vô cớ. Con số may mắn 4, 0, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp, hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ không gặp may trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó. Có thể cả bạn và người ấy đều chưa thực sự chắc chắn đâu. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu về chuyện con cái. Có lẽ mệnh chủ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì sao con cái không nghe theo những lời mình đã dạy. Tuy nhiên, bạn nên nói chuyện nghiêm túc với con chứ không nên dùng roi vọt ngay lập tức. Thiên ấn cho thấy bản mệnh là người nhanh nhạy và có nhiều kinh nghiệm. Hãy tìm ra cơ hội thích hợp để thể hiện điểm mạnh của bản thân, từ đó nhận được sự yêu mến và tin cậy của tất cả mọi người. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, không nên vội vàng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, con cái không nghe lời. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tình cảm chưa chín muồi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, được tin cậy. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tỷ kiên thấy rằng người tuổi Mùi dễ vướng vào những phi vụ rắc rối trốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể, tốt nhất hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi. Nếu là người có chức quyền, bản mệnh dễ phải giải quyết rắc rối do cấp dưới gây ra. Hãy tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi việc để có chế độ thưởng phạt hợp lý. Muốn tập thể đoàn kết, trước hết bạn phải là một người lãnh đạo gương mẫu, hết mình vì nhân viên. Thổ sinh kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, dù có tiền tài, địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, dễ vướng thị phi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, thưởng phạt phân minh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, giải quyết rắc rối. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hòa hợp với gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, coi trọng gia đình.
Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Tam hội nâng đỡ, người tuổi Thân thông minh và khéo léo, rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên một cách khá dễ dàng. Sự nghiệp của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhìn nhận được điểm mạnh của bạn rồi đó. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày thích hợp xuất hành, cưới hỏi, nhưng không thích hợp động thổ. Vì vậy, nếu có kế hoạch thực hiện công việc này thì bản mệnh nên rời xa những ngày sau để công việc tiến hành thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, xã giao thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, tạo ấn tượng tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, cấp trên coi trọng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, không nên động thổ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, công việc có bước tiến. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi Dậu khá nóng nảy khi gặp phải kẻ bạn không ưa. Bạn có xu hướng nói năng mà chẳng hề kiêng nể, dễ gây tổn thương, thậm chí phản cảm cho mọi người. Bạn nên biết giữ mồm giữ miệng để tránh những rắc rối không đáng có. Chẳng ai đáng phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Đừng quá tự tin, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn như vậy. May mắn, thực thần cho thấy bản mệnh có cơ hội nhận tin vui về tài lộc. Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản khá khá do những mối đầu tư trước đó của bạn. Hãy có kế hoạch chi tiêu đúng đắn để tài lộc không ngừng gia tăng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, chú ý ăn nói. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, tin vui tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, kim, chi tiêu đúng đắn. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng kim, nâu, quý nhân phù trợ Thân, Dậu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Theo tử vi 2019, người tuổi Tuất gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do phải chịu tác động của cục diện tương hại. Bạn có thể đã kết bạn với kẻ tiểu nhân và nay người đó đã lộ mặt hãm hại bạn. Đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để từ bỏ một kẻ không đáng làm bạn. Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì vì đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Xem ngày tốt xấu, hôm nay là một ngày rất phù hợp để xuất hành. Nếu có ý định đi đâu xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Những hướng xuất hành tốt hôm nay là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, vướng kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, không nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, khắc phục lỗi lầm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, thích hợp xuất hành. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Thân. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019. Kim sinh thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi nêu lên suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ nhiều hơn. Có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Đã đến lúc con giáp này cần phải mở cửa trái tim mình rồi. Chính quan cũng báo cho người tuổi này những tin đáng mừng trong sự nghiệp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và nghiêm túc, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Trong ngày hôm nay, có thể bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, gia đình yên ấm. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tôn trọng nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, vận vượng đào hoa. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, làm việc nghiêm túc. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, được đánh giá cao. Con số may mắn
1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.